Hello anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu với những ngôi mộ còn lại của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu với khu mộ. Chúng ta sẽ bắt đầu với là nghĩa trang Phật học anh chị ơi. Ngoài kia là con đường Bình Long Tân Kỳ Tân Quý. Đây là khu nghĩa trang Phật học nha. Ok, thì ở đây còn sót một lại một ngôi mộ nè. Đây anh chị, ngôi mộ này đã lâu rồi không có người chăm sóc luôn. Mình thấy là phía trong mộ nó đã xuống hết đất rồi anh chị, xuống hết đất luôn. Phía trong mộ là một cái lỗ lớn, rất là lớn, và thấy rõ là một khoảng không gian bên trong rất là lớn luôn, hết đất luôn rồi. Ok, chúng ta cùng qua với cái tiếp theo nha anh chị ơi. Bây giờ thì mình đi vào bên hông của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cũng là khu bên nghĩa trang Phật học anh chị ơi. Ở đây thì còn đâu 4 cái nha. Rất may mắn là cái này chưa bị ngã bia anh chị nè, chưa bị ngã bia nha. Và nếu cái bia này bị ngã đi thì sao biết được ở đây có một cái mộ anh chị? Bởi vì cái ụ mộ nó đã san bằng phẳng so với đất rồi, cho nên là nếu mà cái bia này ai cố ý mà làm cho nó ngã đi, thì ai cố ý hoặc là sơ ý làm cho nó ngã đi thì ở đây không biết được còn một cái mộ luôn anh chị. Đây là bên hông của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị ơi. Ok, chúng ta đến với cái tiếp theo. Cái này thì cái này thì cũng còn một cái bia, mà cái bia này không biết là sao mà thấp có một khúc à. Thấp có một khúc anh chị. Em nghĩ là ngày xưa là cái khu đất này thấp lắm này đúng không? Cái khu đất này thấp lắm nè, người ta mới làm cái bia nó cũng cao lắm á. Mà không biết sau này chắc là nước nó chảy á, cái khu này thấp quá, nước nó chảy nó dồn đất về dưới đây, cho nên là bây giờ đất nó lấp đi một phần của cái bia rồi, một phần của cái thánh giá rồi. Và cái mộ này là bên chúa phải không anh chị? Ok, chúng ta cùng đến với cái tiếp theo. Bên khu này như có 4 cái đó anh chị. Ồ, cái này lâu quá, cái này nó cũ rồi, bị bể rồi, lâu rồi không có bàn tay của người thân chăm sóc này anh chị. Chúng ta cùng tiến gần tới xem. Lâu lắm rồi đó. Ok, mình cùng lại gần xem thôi. Đây, bên trong mộ trống rỗng luôn anh chị. Hình như là thường thì phía trong này họ đổ cát đúng không, mà sau này nước nó rút vào đó, nó làm cho xuống cát luôn nè. Với lại là em nghĩ rằng cái quan tài cũng bị xuống rồi, và cái mộ này bóc lên bây giờ chỉ còn là một nắm hài cốt thôi anh chị. Một nắm hài cốt, bởi vì nước nó đã làm hư cái quan tài rồi, và nó đã thấm xuống bộ hài cốt rồi, cho nên bộ hài cốt bây giờ bóc lên chỉ là một cái đâu đó cũng là mấy ký thôi. Lâu lắm rồi anh chị. Ồ, cái em này mắt cũng còn quá trẻ luôn ha. Em này mắt không phải là em mà lớn tuổi hơn mình đó, nhưng mà mắt thì lúc còn trẻ lắm. 33 tuổi anh chị ạ. 33 tuổi. Không biết người thân bây giờ ở đâu mà lâu quá là không ai chăm sóc hết trơn á trời. Hết rồi, khu này hết rồi anh chị. Bên sát cái bức tường rào của nghĩa trang Bình Hưng Hòa ha. Khu Phật học. Phật học tương tế đúng không ta? Hay là Phật học là gì nè? Phật học Xá Lợi, đúng rồi. Phật học Xá Lợi anh chị ơi. Ok,
Đây còn một cái này nữa, cái nãy là mình chưa quay nè, cái này gì, cái này mà nó thấp có một khúc rồi đúng không? Nếu mà không còn một cái bi đó thì chúng ta không nhận ra ở đây còn một cái mộ luôn anh chị. Và trên mảnh đất Bình Hòa này có rất nhiều trường hợp như vậy anh chị ạ. Rất nhiều trường hợp cái bi nó ngã đi rồi thì làm gì còn mộ nữa anh chị. Mộ có người thân thì họ còn cố gắng họ tìm, chứ còn mộ vô danh thì sao bây giờ? Mình trách ai được? Trách ai được bây giờ chị, anh chị ạ? Trong đây cũng còn một hai cái gì đó. Bên ngoài kia chính là con đường Bình Long nha anh chị, Bình Long. Quanh đây quá trời rác đổ nè, rác đổ được quá trời luôn nè. Thì cái này cũng lâu rồi anh chị, không có ai chăm sóc nè. Gần như là các thứ trên bồ bị rớt xuống, bị đập bỏ. Và đặc biệt là phía trong bị mọc cỏ, phía trong bị xuống đất rất là nhiều luôn anh chị. Bên trong gần như là xuống đất hết luôn rồi. Và phía trong kia cũng còn một hai cái nữa. Đó, phía trong nó còn một hai cái nữa nha anh chị. Ở ngay chỗ cây phượng trước mặt chúng ta là có mấy cái, có một hai cái gì trong đó mà mình không vô được trong. Cứ tưởng rằng là Tết Thanh Minh những ngôi mộ này sẽ được bóc đi anh chị ạ, nhưng mà không. Qua cái Tết Thanh Minh em để ý rằng là bên khu giai đoạn này không có cái nào được bóc đi cả, vẫn còn nguyên vẹn luôn. Nguyên bên giai đoạn 1 bên khu nghĩa trang này anh chị, đây là bên lò thiêu nha. Là em thấy gần như là mấy cái khu vực này không có cái nào bóc đi cả. Bên đây cũng còn một cái nữa nè anh chị ơi. Cái này cũng lâu lắm rồi nè. Nghe mấy cô chăm sóc mộ đây nói rằng là cái này lâu lắm rồi, không có ai tới cả. Cứ tưởng là cái này sẽ bốc đi cùng với cái đợt bốc tập trung, nhưng mà không. Thấy những ngôi mộ này là những ngôi mộ mà có người đăng ký, có người kê khai rằng gia đình họ sẽ lên bốc, nhưng không, mình thấy vẫn còn nằm ở đây. Và cứ tưởng ngỡ rằng họ đăng ký xong thì mình nghĩ là người nhà sẽ đăng ký bốc vào Tết Thanh Minh, lễ Thanh Minh, nhưng mà cũng chưa thấy bốc luôn. Chưa thấy bốc luôn anh chị. Không hiểu đất ở đâu ra đây mà nằm phía trên mộ nè. Đất này có lẽ đâu ra ra mà hay gì đó, nằm phía trên mộ đây anh chị. Như vậy là nãy giờ bên kia có 4 cái, bên này có đâu khoảng 4 cái là 8 cái. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng ra phía sau kia anh chị nha. Rồi, khu phía dưới đây là bốc hết luôn rồi nè anh chị. Hồi trước ở đây có một cái nhà hoàng anh chị ơi. Anh chị nhớ là trong khu Phật học tương tế đây có một cái nhà hoàng không? Đập rồi đó anh chị. Đây là cửa đi vào lò thiêu ha, đi vào nhà xác á, đi vào nhà xác. Phía sau đây là ngôi mộ, khu mộ của bốc kia ta, để có bốc trên nha. À chưa anh chị ơi, trong đây là khu mộ của gia tộc.
là phần đất tư. Có lẽ là khu này họ chưa đền bù cho nên người ta chưa bốc đi anh chị, chưa bốc đi nha. Đây nè, trong này còn khu mộ gia tộc nha. Sau này là phần đất tư nhân nhà nước đền bù và cũng đã bốc đi hết rồi anh chị ơi. Khu này bốc đi hết rồi nè. Đó, khu này bốc đi hết rồi nha. Phần đất của gia tộc nè. Có lẽ mình đi hướng này nó hơi ngược nắng xíu. Bên đây cũng bốc hết luôn rồi nha, bốc hết rồi đó. Trong đây là còn thấy cái bia nè, để em vào trong xem. Ok, trong đây còn một vài cái bia nữa, để mình vào trong xem. À, qua ngày mai là em sẽ chuyển làm một kênh nhà đất anh chị ơi, là một kênh nhà đất, một kênh bất động sản á. Và em sẽ làm một kênh bên đây là để nuôi cái kênh bên kia. Chứ làm chủ đề này cũng ít tiền, không phải ít tiền mà hàng tháng bị Google nó trừ đâu 25-30% nữa anh chị. Tháng vừa rồi nó trừ đâu đến 6 triệu, gần 6 triệu. Trong đây còn một vài cái mộ đúng không ta? Trong đây bốc hết rồi anh chị. Chỉ còn một cái đây nè, mà không biết bốc chưa nè anh chị ơi. Đây nè anh chị. Còn một cái này nè nè, chưa bốc nè anh chị nè. Còn cái này. Cái này là mới bốc đâu ngày hôm qua thì phải. Mới bốc ngày hôm qua nè anh chị. Cái này là còn lại nè anh chị ơi. Sinh năm 1932. Thọ 61 tuổi anh chị. Đây là cái còn lại chưa bóc nha anh chị. Sinh năm 32, mất năm 92. Thọ 61 tuổi. Phía bên đây là đường số 8 nè anh chị ơi, không biết mình có nhận ra hay không. Trong đây đường số 8 nha. Đó, phía sau đường số 8. Ở đây có một cái ngôi mộ nha. Đây tình trạng mộ như thế này đây. Ok, trong đây có một cái còn một cái nữa nè. Trong đây cũng còn một cái luôn nha anh chị ơi. Đây nè anh chị, đây còn một cái nữa nè anh chị. Thọ 79 tuổi anh chị à. Đây anh chị ha. Thọ 79 tuổi. Cái này cũng lâu lắm rồi, không ai tới chăm sóc cả anh chị. Đất đai đồ nó xuống cấp. May là ông còn cái tên anh chị ơi. May là ông còn cái tên nè. Sinh năm 1914. Mắc năm 1993. Sinh năm 14, mắc năm 93 anh chị. Và ông tên gì đây? Ông tên, ông tên 10 nha. Ông tên 10. Ủa, một cái mộ em bé mà. Và trong đây còn hai cái anh chị ha. Trong đây còn hai cái nè. Như vậy hôm qua anh chị, hôm qua ở đây họ bóc mấy cái gì. Hôm qua là ngày Tết Thanh Minh á, thì hôm qua họ đang bóc mấy cái. Trong này bóc hết rồi anh chị ơi, bóc hết rồi. Đó, như vậy là sau đây còn hai cái, thiệt tình là không biết lý do gì mà còn hai cái, nhìn rất là nằm rất là buồn anh chị à. Giống như nguyên một cái khu rừng bao la mà chỉ có hai con người ở đó thì anh chị thấy nó buồn đúng không? Thì bây giờ ở đây có hai người mắc, cũng nằm trong một cái khu rộng lớn thế này thì nhìn rất là buồn luôn anh chị ơi.
Đây là những cái hũ đựng cho cốt anh chị, mà không biết sao nằm đây nè. Hũ đựng cho cốt anh chị. Ở trong khu này thì có mộ vô danh, và khu này cũng đã được bóc hết rồi luôn anh chị nè. Thì còn một vài cái trong kia để chúc anh đi vào khu đó xem sao nha. Bây giờ mình qua đây, một vài cái nằm trong góc trong kia luôn, xa trong kia luôn kìa. Chúc mình đi bộ cho xem sao. Bây giờ mình qua khu này đi. Khu này là mộ vô danh, mộ của em bé nhiều lắm, và mới được bóc cách đây vài ngày thôi. Rồi, và đây rải rác trong khu này rộng lắm, khu này thì rộng lắm anh chị, khu này là 10 hecta nha, 10 hecta. Bên đây lò thiêu anh chị nè, xung quanh lò thiêu là khu 10 hecta, và giai đoạn 1 là 12 hecta, bên khu này là 10 hecta, và bên hồ cá nó cũng còn 2 hecta nữa, mà bây giờ chắc chiều tối rồi, quay không kịp rồi anh chị ơi. Như vậy là bây giờ em sẽ quay cái khu 10 hecta nha, còn là 2 hecta thì em sẽ quay bù sau. Đây là cũng là một cái chị ơi, một cái còn lại nè. Một cái này thì em cũng tưởng là sẽ được bóc đi đấy chứ, nhưng mà sao vẫn còn nằm đây không biết nè. Sinh năm 57, mất năm 80. 57. 57 là 43. Mắt cũng trẻ anh chị ơi. Sinh năm 57, mắc năm 80 anh chị. Sinh năm 57, mắc năm 80. Thì ngôi mộ này nằm chính giữa, chính giữa giữa hai khu. Thứ nhất, cái khu này là thuộc Thanh Minh. Khu này là khu Thanh Minh Tương Tế nha anh chị. Và vào trong kia là khu Sòng Sơn. Và vào khu này là khu đất tư nhân. Trong phòng đất tư nhân thì có 4 đến 5 cái nghĩa trang, 4 đến 5 nghĩa trang. Và khu này là nghĩa trang công giáo. Bên ngoài kia thì không còn mấy cái bia nữa, và không còn cái nhà hoàng nên mình không còn biết được. Chứ còn trong khu này thì có 4-5 cái nghĩa trang công giáo nha. Và cái mộ này là thuộc phần đất, thuộc phần đất của tư nhân, thì thuộc phần đất của nhà nước thu hồi lâu rồi. Cái này là thuộc khu là Thanh Minh Tương Tế anh chị nha. Cái mộ nó mắc lúc năm 22 mấy tuổi mấy anh chị ha. Mắc lúc năm 23 tuổi anh chị. Mắc năm 23 tuổi. Ok. Thì bây giờ mình cùng vào bên kia anh chị ơi. Bên kia có 3-4 cái gì đó nha. Đó anh chị, trong kia có 3-4 cái, mình cùng vào luôn nha. Thì có nhiều anh chị, cũng có mấy người mình nói rằng là thôi, đi quay những cái mộ còn lại đó. Cho nên là cái video này em sẽ đi quay những cái mộ còn lại thuộc giai đoạn 1 nha anh chị. Trong đây có 3-4 cái nè, để em đi bộ vô. Trong đây có 3-4 cái nha. Ồ, mấy cái này thiệt tình là mình cũng bất ngờ anh chị. Em tưởng là Thanh Minh Tương Tế là người ta sẽ lên bóc hết đi đó. Ai ngờ bây giờ còn nguyên mấy cái này luôn. Ok, hy vọng là dép mình sẽ không dẫm vào cái gì.
Đây là một cái mộ em rất là ấn tượng, bởi vì lúc trước em khen á, em khen xong là nhiều anh chị vào đây mắng, nhiều anh chị vào đây khuyên là không nên như vậy. Đây, ngôi mộ này mắc rất là trẻ anh chị, mắc lúc là trẻ, một bạn nam mắc rất là trẻ rồi, tên là Nguyễn Văn Thiện hay viện Nguyễn Văn Thiên gì đây nè, mắc lúc còn rất là trẻ luôn anh chị ạ. Ok, đây là Nguyễn Văn Thiện anh chị nha, ngôi mộ Nguyễn Văn Thiện. Ngôi mộ này thì người mắc thì mắc lúc là còn rất là trẻ luôn. Ok, chúng ta cùng tới với những cái tiếp theo anh chị ơi. Ồ, cái này giống dấu bốc này qua em kia phải. Đây là một cái mộ mắc thì lúc là cũng trẻ, rất là trẻ luôn. Cái này là một cái người mắc lúc đó còn sinh năm 1977. Nói chung là nhìn hình rất là trẻ anh chị nha. Tên là Ngọc Hiên cái gì anh chị ơi. Tên đây là Ngọc Hiên hay Ngọc Hiến gì đó, còn rất là trẻ luôn. Và ngôi mộ này, này nằm sát lò thiêu nha anh chị. Đây này, lò thiêu nằm đây nha. Và ngôi mộ nằm vị trí này nha. Tên là Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc Hên hay là Ngọc Hiên, Ngọc Hiến gì đó anh chị nè. Và mắt rất là trẻ. Bên đây cũng còn một cái nữa, biết trong kia còn cái nào không? Ngôi mộ đây là cũng may mắn là còn được cái tên nè anh chị ơi. Ngôi mộ này còn được cái tên nè. Và nhìn cái cây thì mình biết là người này bên chúa đúng không anh chị ha? Bên chúa phải không? Trần Hoàng. Còn cái họ kia thì nhìn không có rõ nữa rồi. Và cái này bốc rồi nè anh chị, cái này bốc rồi. Ok, hình như là khu này cũng hết rồi anh chị ạ. Hết rồi. Hết rồi. Hết luôn rồi anh chị nè. Bên đây giờ khu bên đây có bạn còn 3-4 cái thôi. Và bây giờ thì mình cùng vào khu bên kia nha anh chị. Ok, bây giờ em tắt máy để chúng ta qua khu bên kia. Hết rồi anh chị, nhìn lên hết rồi. Ok, thì ở đây còn một cái phần bộ của em bé anh chị ơi. Phần bộ thành công sanh tử. Ồ, ngôi mộ này có vẻ là lâu, rất là lâu rồi nè anh chị. Hai cái cạnh nhau, hai cái nằm cạnh nhau. Nhưng mà một cái thì bốc rồi, một cái còn lại. Ok, chúng ta cùng tới với cái tiếp theo anh chị ơi. Đây là một cái mộ em bé nha. Nhưng may mắn sao thì cái tên vẫn còn nhìn rất là rõ anh chị. Như vậy là bên đây còn một cái đúng không?
để mình cùng đến với các tiếp theo nha. Đây tên là Nguyễn Thị Sáu anh chị ạ. Nguyễn Thị Sáu. Nguyễn Thị Sáu nha. Ngôi mộ này nằm trong cái phần đất của là Sòng Sơn. Nằm trong phần đất của Sòng Sơn anh chị nha, Sòng Sơn. Rồi hình như là còn một cái, còn khoảng đâu ba cái nữa anh chị ơi, còn đâu đó là ba cái nữa. Bây giờ mình cùng đến cái hai cái tiếp theo, rồi chúng ta cùng đi bộ ra lấy xe chứ để xe xa quá rồi. Chỗ này đâu đâu hôm qua người ta có bốc một cái ngôi mộ nè. Đây còn một cái nữa nè anh chị ơi. Ngôi mộ này thì tên là Nguyễn. Cái phần mộ này xuống đất dữ rồi. Không còn đọc được cái tên nữa anh chị. Có tên đó mình đọc không được tên luôn. Bài đầu tiên còn một cái nữa chị ơi. Còn một cái một nữa nè anh chị. Trường Văn Huệ gì đó anh chị à. Trường Văn Huệ anh chị à. Còn cái tên là Trường Văn Huệ thôi chứ không còn cái gì cả. Ok như vậy còn trong hai cái nữa. Bây giờ mình đi lấy xe xong mới đi vào được hai cái đó anh chị ơi. Ở ngoài đây là con đường Bình Long nha anh chị ơi, con đường Bình Long, và bên cạnh Bình Long và nhà máy tôn Việt Pháp á.
là có một cái ngôi mộ của ông Nguyễn Quang Rực. Nguyễn Quang Rực nha. Và ngôi mộ này cũng lâu rồi, nhìn thấy cỏ mọc rồi. Cỏ mọc quá trời quá đất. Không biết vào Tết là có ai lên hay không. Và bên ngoài đây là con đường Bình Long nha anh chị, Bình Long. À, con đường Tăng Kỳ Tăng Quý anh chị ạ. Tăng Kỳ Tăng Quý. Và sát đây có một cái mộ có tên là ông Nguyễn Quang Rực ha. Ok, mình cùng vào trong đây. Trong đây còn một cái và bên ngoài đây cũng còn một cái nữa là hết rồi. Trong đây là phòng mộ của bà Nguyễn Thị Thơ chị nè. Nguyễn Thị Thơ thì vừa rồi cũng không có ai lên cả. Nhìn thấy bông hoa đó, không có ai chăm. Phía trong thì vẫn còn một cái cây mọc, nhưng mà nhìn bông hoa rồi thì ngày lễ Thanh Minh cũng chưa có ai. Và hình như con cái của bà, con cháu của bà có lên đây nè. Rồi có ghi là mộ có chủ này nè anh chị. Trên này có ghi mộ có chủ ha. Bà Nguyễn Thị Thơ anh chị nè, bà Nguyễn Thị Thơ, bà ở Hà Nội lận, quê quán ở Hà Nội lận. Năm nay thì năm bà mất là 71 tuổi. Năm bà mất là hưởng thọ 71 tuổi anh chị ạ. Quê quán bà ở Hà Nội lận. Ok, chúng ta cùng ra. Một trong hai ba ngôi mộ còn lại nữa là hết. Hết trong cái khu giai đoạn 1 rồi nè anh chị ơi. Như vậy là nguyên cái bên hông của nghĩa trang Bình Hòa, của cái lò thiêu Bình Hòa đó anh chị. Thì có đâu đó còn khoảng là 20 cái mộ nữa anh chị nha. Nãy giờ mình đi đâu đó là có khoảng 20 cái mộ đó anh chị. Ở đây còn hai cái nữa nè anh chị nè. Ở đây có một cái nè. Và những cái này là trong một hộ gia đình phải. Trong một hộ gia đình. Ở đây còn một cái. Hai cái nữa anh chị. Này giống như mấy chị em và con cháu gì đó à, họ chôn trong một khu luôn á. Ủa cái này là chưa anh chị ơi, xin lỗi anh chị nha. Cái này là chưa có người mắc nè. Đúng ta. Cái này hình như là họ mới làm đất thôi. Họ để sẵn đó thôi anh chị. Cái khu này là, cái này là chưa có mộ phía dưới đâu nha. Cái này nè. Cái này là họ làm sẵn thôi. Nếu mà họ mắc á, họ sẽ mang vào đây để chôn. Nhưng mà hình như là cái này là chưa có người mắc. Họ để sẵn thôi, họ làm sẵn, họ để đây thôi đó anh chị. Và cá trong đây cũng vậy nè. Cái trong này cũng vậy, hình như là họ mới làm cái khung sẵn thôi, mới đào cái huyệt và làm cái nắp đậy thôi, chứ họ chưa có người mắc chưa. À có rồi, có rồi. Cái này là có tấm hình bên trong này anh chị, có tấm hình bên trong này ha. Còn bên này thì không thấy tấm hình. Bên này là chưa thấy tấm hình nè anh chị, chưa thấy tấm hình ha. Và bên này thì có tấm hình rồi. Và bên này thì có người mắc rồi nè. Và cái người mắc là một em bé rất là trẻ luôn, rất là nhỏ tuổi luôn. Bên này là chưa có số thống kê. Có chưa ta? Có thử ta. À có luôn anh chị ơi. Và bên này có người mắc thôi nè. Ok, cái này là có người mắc nè ha. Là trên cái mộ có số thống kê 160 1611. Bên này cũng có luôn rồi.
Rồi ok, đây là ba cái mộ còn lại. Như vậy là đâu đó còn khoảng 20 cái nha anh chị. Đâu đó là còn khoảng 20 cái xung quanh lò thiêu Bình Hưng Hòa nha. 20 cái. 20 cái mộ xung quanh lò thiêu Bình Hưng Hòa. Và vô trong đây thì em thấy cũng hết luôn rồi anh chị ơi. Rồi. Xin chào và tạm biệt anh chị nha. Và giai đoạn 1 của khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì có những cái có ba cái nghĩa trang lớn Phật học. Phật học tương tế hay sao ta? Một cái thanh minh tương tế và một cái chúng ta đang đứng đó là Sòng Sơn. Và qua phía sau kia là có 4-5 cái khu nghỉ trang nhỏ của tư nhân nữa, mà đó là bên bên Chúa. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Và khu giai đoạn 1 cũng còn 2 hecta phía sau hồ cá nữa. Mà bây giờ tối quá rồi anh chị ơi, mình không có thời gian đi. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị video tiếp theo nha. Chúc anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc anh chị ơi. Sài Gòn lúc này là khoảng 6 giờ rồi.